Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm nay thì có một cái thông tin cực vui liên quan đến câu chuyện tình hình của chị Ni. Sáng đến bây giờ thì rầm rộ cái thông tin mà bên phe đối lập đó, Thám Tử Cao đó đưa cái thông tin là chị Ni ra tòa. Rồi nào là cái nhóm ở Nha Trang thì nói rằng là chị Ni phải gọi là ít nhất là từ gọi là 5 năm cho đến 10 năm với cái tội gọi là cướp két sắt vậy đó cô chú anh chị. Thì mới đây luôn, mới đây thì nụ là dì của Ni đó cả nhà cũng đã báo một cái thông tin cực vui. Thì Ni đã chiến thắng toàn tập và bên phe đối lập kể cả thằng Thám Tử Cao thì cũng đã thừa nhận cái điều này. Và khoảng thời gian bà Ni trở về Việt Nam đó cũng không còn xa. Thì trước tiên mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe người báo tin mừng, đó chính là nụ dì của Ni nha cả nhà. Ôi chiến thắng toàn tập tất cả mọi nơi. Nào chúng ta hãy đổi hình đại diện này một nè, thả tim rằng rằng, chia sẻ rằng rằng lên để cho đám tàn quân nó khỏi nó mất cỏ nè. Trời ơi trời ơi, chiến thắng đêm vinh quang nữ anh hùng, nữ anh hùng trở về nước Việt, chuẩn bị để đón nha. Tàn quân đâu, chuẩn bị coi xem nha, phim dài lắm. Trời ơi, cái con mà hậu le nó vừa xong là bây giờ là tới là tới con Hồng Ni, con cháu tôi, trời ơi sung sướng quá trời. Ôi. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe những cái lời vô cùng cảm xúc của nụ đã báo cái thông tin cực vui cho gọi là cả nhà. Đó thông tin cực vui cho cả nhà là chị Ni đã chiến thắng toàn tập. Và nụ thì cũng nói rằng cảm ơn trời Phật đi cả nhà mình ơi. Thì chúng ta có thể hiểu được rằng là từ phía Malaysia cũng đã có những cái tín hiệu cực tốt. Và nụ cũng cho rằng là Ni cũng sắp trở về Việt Nam rồi, sau khi kết thúc toàn bộ những cái câu chuyện rắc rối tại Malaysia mà tụi nó đã cố tình dàn dựng tổ chức ra để hãm hại chị Ni. Chúng ta thấy rõ cái điều đó rồi cô chú anh chị, tụi nó là nguyên một cái ổ nhóm đồng bọn để mà tổ chức cái câu chuyện tinh vi. Nhưng ở đây đó thì chúng ta phải nói đến đó, Ni thì đã được về rồi, nhưng còn con Nga đồng bọn của tụi nó thì sẽ như thế nào đây cô chú anh chị? Con Nga đồng bọn của tụi nó nha, đó. Ni thì có tiền như mình đã nói rồi, bên phía Malaysia đó không phải những cái tội phạm như là ma túy hay là nguy hiểm đến mạng người đó, ảnh hưởng đến tính mạng con người, thì tất cả chỉ vì tiền thôi, tất cả chỉ vì tiền, chứ không có cái câu chuyện gọi là tạm giam hay bỏ tù cái này kia đâu cả nhà. Có tiền là sẽ được thả thôi, không có cái câu chuyện mà trường Hưng Bình Dương lên nói 5, 6 năm, 10, 9, 10 năm gì nghe mắc cười quá. Mắc cười lắm cô chú anh chị. Trên thực tế thì trong cái khoảng thời gian sáng ngày hôm nay mình xác minh đó, thì tìm rất nhiều những cái thông tin về cái đối tượng người Hoa cũng như là con Nga. Nhưng mà mình biết được rằng là Nga là có cái tên khác tại Malaysia nữa cô chú anh chị. Tên nó bị bắt đó không phải là cái tên Việt Nam mà cái tên ở Malaysia, cái tên khó gọi lắm cô chú anh chị. Cho nên thì vẫn trong cái quá trình xác minh chưa có thể tìm ra. Còn câu chuyện thông tin ngày hôm nay của chị Ni thì đây là một cái thông tin cực vui rồi, tín hiệu quá tuyệt vời. Đi về Việt Nam thì sẽ có một số người mất ăn mất ngủ. Thám Tử Cao thì live stream thì cũng gương mặt xanh lè xanh lét rồi, khi mà thấy Ni gọi là không có vấn đề gì. Tụi nó nói chung là rất là muốn đưa Ni vào tù, thưa quý vị, rất là muốn đưa người khác vào tù, mặc dù chúng ta thấy rằng là không có một cái hiềm khích thù hằn gì cả, chỉ vì cái một điều đó chính là nó làm tiền người ta không được. Thứ nhất là cái con Nga đó đó làm tiền không được, còn thằng Thám Tử Cao và tụi YouTube dơ thì nó không đạt được mục đích, rồi bày trò hãm hại người ta muốn đưa người khác vào tù. Thám Tử Cao ơi, mày còn nhớ cái lý do mà tại sao mày bị điếc một bên lỗ tai không Thám Tử Cao? Thôi chú anh chị ở đây chắc không ai biết cái chi tiết này đâu. Không ai chi tiết mà bây giờ thằng Thám Tử Cao nó bị điếc một bên lỗ tai là như thế nào. Thám Tử Cao, mày còn nhớ là mày bị điếc một lỗ tai nguyên nhân và lý do vì đâu Thám Tử Cao? Nói cái này đó thì Thám Tử Cao và vợ của nó sẽ biết cô chú anh chị. Mình biết rất là rõ những cái chi tiết gành ghẻ đó chính là về mặt tâm lý trong cái vụ việc.
của bà Nguyễn Phương Hằng. Nó rất là sợ cô chú chị. Bà Hằng thì cũng sắp về rồi. Nói chung là sợ ở tù đến mức độ là ảnh hưởng tâm lý và ù tai, đến mức gọi là chữa trị không được, và thậm chí là điếc một bên tai. Nhà cô chú anh chị, thằng Thám Tử Cao á, nó sợ đến mức độ đó đó. Từ cái câu chuyện Hồ Duy Hải rồi cho đến là chuyện của thằng bạn thân của nó là Trương Châu Hữu Danh đó. Cô chú anh chị, hai thằng bạn thân, nhưng mà nó nở đành lòng đẩy thằng bạn thân vào tù để mà lập công. Nó ở ngoài dương dương tự đắc, cho rằng là mình hay ho, mình thám tử, mình có công trạng này kia kia nọ các kiểu. Nhưng mà thằng này là thằng lừa thầy phản bạn nha cô chú anh chị, lừa thầy phản bạn vô đạo đức. Mày đã biết một bên tay rồi thì lần này đó ni nó trở về thì có lẽ rằng đó chuẩn bị điếc thêm một tay nữa. Ni thêm ni rồi thêm bà Nguyễn Phương Hằng bả về nữa thì á, có lẽ rằng là mày sẽ gọi là giả mù giả điếc luôn, đúng không? Mày không cần giả đâu, mày sẽ bị thiệt luôn nha Thám Tử Cao. Như ngày hôm nay thì thông tin là Ni là đã thắng rồi cả nhà, sắp trở về Việt Nam. Những cái kẻ hãm hại thì chưa biết là kết quả như thế nào, nhưng chúng ta luôn luôn nhìn thấy rằng là ác thì không bao giờ, ta không bao giờ thắng chánh đó cô chú anh chị. Ta sẽ không bao giờ thắng chánh, mặc dù là những người mà chính nghĩa, những người mà gọi là người ta gọi là đúng đó thì luôn luôn gặp nạn. Quý vị thấy luôn luôn gặp nạn, bất cứ cái câu chuyện gì thì luôn luôn gặp nạn, trước mắt đều là như vậy. Nhưng đến cuối cùng thì họ vẫn được an toàn và tốt đẹp. Còn những cái kẻ mà xấu xa, đầu tiên thì họ cười dương dương tự đắc, nhưng mà cái kết cục của tụi nó đến cuối cùng thì cũng phải gọi là trả giá đắt thôi cả nhà. Trả giá đắt thôi. Người tốt thì lúc nào cũng gặp nạn hết chứ, còn kẻ xấu thì lúc nào cũng gọi là hưởng thụ sung sướng rồi dương dương tự đắc. Như là Thám Tử Cao vừa qua đó, ta bị bắt mày cười, mày lên mày cười hô hố, mày bị nạn trong khi không có gọi là cái gọi là hiềm khích gì, mày cũng đi hãm hại, bài trò bài mưu tính kế hãm hại người ta. Chỉ có một cái là người ta không cho để cái vỏ hàng vô mày bán hàng thôi. Mày không bán hàng được thì mày có thể bán tự nguyên, tự mày bán mày ăn, mắc mớ gì mày đi hù hàng người ta. Cô chú anh chị thấy cái điều nhỏ nhặt như vậy đó, nó moi từng cái đáy quần, từng cái quần xì, từng cái túi xách, nói chung là đủ thứ trên đời, từng cọng lông của Nghi chứ Hồng Loan đó, nó moi từng thứ, từng ly từng tí. Có đàn ông nào nói vậy không cả nhà? Vậy mà có những người ngồi ở dưới để mà tung hô đắc chí hay tài giỏi. Còn cái câu chuyện mà liên quan đến cái vấn đề mà lái máy bay bà già đó, thì mình thấy rằng là rất là nhiều cô chú anh chị cũng đang ngóng chờ tin tức mới. Tin tức mà mình thì mình cũng xin phép được bật mí một tí. Mình định sẽ làm một video game, nhưng ở đây mình xin phép bật mí một tí cho cô chú anh chị nghe thôi. Còn cái nội dung chính thức mình cũng sẽ làm một nội dung riêng để gửi đến cô chú anh chị trong video sau. Thì cụ thể cái tình hình nói chung là bây giờ tụi nó công khai rồi cả nhà. Nó công khai, nó thừa nhận thôi. Thằng Thám Tử Cao đã thừa nhận rằng nó có mối quan hệ mập mờ, gian gian, díu díu, ngoại tình. Nó thẳng là vậy đó, ngoại tình với cái con gọi là con Hạnh rồi. Con Hạnh là một nhân vật chủ chốt. Vừa nghe thông tin như vậy, tại vì á, cái tên thân mật là Cu Giang và Cu Cao đó. Cái tên Cu Cao và Cu Giang đó thì con Hạnh nó gọi suốt, khiến cho gọi là mặt trời bé con hôi nách đó vô cùng tức giận. Đã gọi là gọi một cuộc điện thoại FaceTime để gọi là báo cho gia đình của con vợ thằng Cao này, Cu Cao này. Thì ngay lập tức ba mặt một lời, không thể nào trốn được. Thu Hạnh Nguyễn cũng đã trồi cái mặt ra trước mặt bá quan văn võ nội ngoại hai bên. Cu Cao cũng đã phải thừa nhận rằng mình có mối quan hệ mập mờ với gọi là Thu Hạnh Nguyễn. Thì ngày hôm trước đó, nó có một buổi live stream, nó nói rằng là nó và Thu Hạnh Nguyễn chỉ là tình chị em thôi. Quý vị biết lý do tại sao không? Tại vì đã gọi là họp nội bộ gia đình rồi, đã trình diện gia đình rồi. Còn con Thu Hạnh Nguyễn nó rất là bẩn thỉu, có chồng có con cái học đại học rồi, còn đi mê cái mê trai, dẻo trai y chang như bà mặt trời mới luôn, mặc cái đầm trắng. Mình chưa kể cái chi tiết mà bà mặt trời mới, bà mặc cái đầm trắng đi theo gì, đi theo chụp hình để mà diễn kiến thẹo nội cái nhà. Đầm trắng mà cái váy mà nó để lộ ra hai cái đầu đũa đó cả nhà, hai cái chân của bà đó. Trời, cái mặt thì đánh phần trắng xác, còn cái mặt cái đầm trắng lưng lửng để khoe đùi đó, trời ơi nó đen xì. Đưa vô trong kia là Hoàng Nguyên nó nói trời ơi, muốn hại thầy, đưa cho thầy người vợ ma hả? Nghe thấy mắc cười, bả luôn tự bả lên bả khen bả đẹp.
Thậm chí đó bà còn so sánh bà với con Hạnh. Cô chú anh chị thấy ghê không? Bà so sánh bà với con Hạnh là bà là 10 điểm, còn Hạnh chỉ được 7 thôi. Có nghĩa là trên 10 thì Hạnh chỉ được 7, còn bà được 9, được 10 rồi. Tự tin. Nói chung tự tin cũng điều tốt, nhưng tự tin thái quá nghe nó buồn cười lắm cô chú anh chị. Rồi còn cái câu chuyện mà liên quan đến cái vấn đề là của thằng Thám Tử Cao, mà tại sao nó lên livestream mà nó nói rằng nó công khai là Hạnh là chỉ là chị em thôi, nhưng trên thực tế thì cái buổi đó là gia đình đã họp rồi, họp lại là nó trình diện gia đình rồi, Hạnh đâu có trốn được. Vợ thằng Cao nó đòi bay ra tới Quảng Ngãi mà đường Nguyễn Diệu, mình đã báo rồi, đâu có sót được. Đường Nguyễn Diệu có cái shop tên là Thu Hạnh, đáng túi sách mỹ phẩm gì đó, tay chân trung tâm thành phố Quảng Ngãi, không có thoát được. Cho nên là Thu Hạnh Nguyễn phải trồi cái mặt ra. Bà mặt trời mới thì bà báo bà báo cho gia đình, cho nên là phải thừa nhận. Nhưng mà cái điều đặc biệt đó thì Thu Hạnh Nguyễn nó lấy cái lý do là tại nó sau sinh nó bị trầm cảm. Có nghĩa là gia đình kiểu như là không được hạnh phúc. Khi sinh con xong thì nó bị trầm cảm, cho nên là nó tìm, đã tìm đến thằng Giang. Lúc đó là thằng cu Giang, cu Cao này nè, nó đồng cảm. Nói chung là nó an ủi đủ thứ. Cho nên là nảy sinh tình cảm, tình kiểu như là thừa nhận là tình đơn phương. Tình đơn phương mê thằng cu Cao này. Nhưng mà cu Cao thì nó lợi dụng lắm cô chú anh chị. Kể bà mặt trời mới mà nó còn lụm mà. Tại vì sao? Tháng năm cũ. Trời ơi, có tiền là có tất cả. Có tiền sẵn sàng chấp nhận hôi nách, ngửi hôi nách để mà lấy tiền hàng tháng năm cũ. Tiền đó cô chú anh chị. Thì quý vị cái đây thấy là nó cỡ nào, tham tiền mê tiền cỡ nào, chấp nhận hôi nách. Bây giờ thử hỏi bây giờ là ai ở đây nè, các anh các chú nào có chấp nhận hay không? Chấp nhận ngửi hôi nách để một tháng lấy năm cũ hay không? Thì chúng ta gọi là nên ứng tuyển nha. Thay thế dần cu Cao, chứ dần cu Cao nó căng lắm. Cu Cao căng lắm cô chú anh chị. Mặt mày té lét lên, gọi là không dám gọi là biện minh. Mày ngon mà lên biện minh, tao nói đúng không Thám Tử Cao? Mày ngon mà lên biện minh, mày đính chính những nội dung đây. Kể bà, cả bà mặt trời mới cũng không dám trả lời, không dám biện minh gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì đó là sự thật đó. Dội phay thêm tất cả rồi, trình diện rồi, đâu có dám gặp mặt đâu. Qua cái cuộc điện thoại thì nó dám trồi ra, chứ bây giờ gặp mặt đó, thằng vợ thằng Cao nó cào nó cấu. Đúng không cả nhà? Chỉ gọi phay thêm thì dám trồi ra. Xin lỗi, em bị gọi là sau sinh á, bị trầm cảm, cho em xin phép gọi anh là, ảnh là cu Giang đi, đừng có giận em. Nói chung là quá là nhục của chú anh chị. Đi năn nỉ xin tình cảm. Không biết thằng cu Cao này nó xài bùa có thể không nào gì. Sao mấy bà già mê nó quá gì ta? Hay là nó có cái lưỡi dài, hay là sao của chú anh chị? Mình cũng chưa có hiểu rõ. Chỉ biết là thằng này đó, nó bị tâm lý, nó bị điếc một lỗ tai là do nó bị tâm lý đó cô chú anh chị. Nó điếc một bên tai rồi. Nhưng mà chưa đâu, mày cũng sẽ gọi là còn điếc thêm một tai nữa, nếu như mà vẫn đang cố gắng để mà gọi là đi tạo nghiệp nhà Thám Tử Cao. Thì mình trong video này mình chỉ báo thông tin sơ sơ cho cô chú anh chị thôi. Còn thông tin cụ thể chi tiết chuyện tình trong thang máy, bà hồi nách bà còn định ra tới Quảng Ngãi kìa, tại vì bà ghen. Chị tiếng mày, bà định bay ra tới Quảng Ngãi luôn, bởi vì bà nghe cái clip mình đó cô chú anh chị. Trước bà đâu biết địa chỉ đâu, sau khi bà nghe cái clip mình, bà định bay ra tới Quảng Ngãi kiếm một Thu Hạnh để làm rõ cái câu chuyện mà cu Giang và cu Cao. Cô chú anh chị thấy ghê không? Tình hình nói chung bây giờ là căng thẳng, hấp dẫn lắm. Mình sẽ chia sẻ cụ thể trong video sau nha cô chú anh chị. Nhớ đón xem trên cái kênh Thanh Nguyễn Vlog nha. Nếu tiện thì chia sẻ, đăng ký giúp kênh có thể phát triển hơn. Rồi, xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.